Kính chào quý thính giả, đây là Hương Nghi từ tỉnh Bình Minh. Hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 7 2016. Sau đây là những tin cần biết. Hương Nghi xin chào đón một ngày đầu tuần an lành. Chúc quý thính giả thật may mắn. Kinh tế Việt Nam đang gặp khó khăn. Trong cuộc hội thảo đánh giá thị trường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2016 vừa diễn ra hôm 7 tháng 7 tại Hà Nội, nhiều thông tin cho thấy tình trạng kinh tế của Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn. Trước hết là mức độ lạm phát liên tục gia tăng trong 5 tháng liền. Mặc dù chỉ tiêu đặt ra là dưới 5%, nhưng sẽ không thể duy trì được ở mức này. Những nguyên do dẫn đến lạm phát cao đã có từ những năm trước khi nguồn thu không đủ để chi, cộng thêm nợ công mỗi ngày lại tăng thêm. Giá sinh hoạt đều tăng, dịch vụ y tế tăng 25% trong năm nay. Ông Lê Quốc Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp, Bộ Công Thương dự báo mức tăng trưởng xuất khẩu cả năm chỉ đạt 7% so với chỉ tiêu 10%. Ông cũng dự đoán tổng sản lượng sẽ tăng 6,2-6,3% trong năm nay, dưới chỉ tiêu chính phủ đề ra cho năm 2016 là 6,7%, sẽ thấp hơn mức 6,68% của năm 2015. Các yếu tố khác cũng tác động không ít đến kinh tế của Việt Nam như hạn hán và ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, ước tính thiệt hại đến 681 triệu đô la Mỹ. Rồi vụ cá chết ở 4 tỉnh miền Trung tạo thêm khó khăn kinh tế cho Việt Nam. Chưa kể đến sự giảm sút đầu tư của nước ngoài và sự lũng loạn do Trung Cộng tạo ra cho Việt Nam. Một số tờ báo lề đảng bị cảnh cáo vì dám vượt qua rào cản. 7 tờ báo lề đảng gồm tờ Tuổi Trẻ, Giao thông và Giáo dục Việt Nam đưa thông tin bình luận về việc Formosa bồi thường 500 triệu là quá ít. Tờ Lao động nêu lên lời kêu gọi nhà nước nên khởi tố Formosa của một số luật sư hôm 30 tháng 6 năm 2016. Tờ Dân Trí và VN Express đăng lời phát biểu trái chiều của tiến sĩ Lưu Bích Hồ và giáo sư Chu Hảo về cách giải quyết vụ Formosa của nhà nước. Còn tờ Thế Giới thì đăng lời của chuyên gia kinh tế Phạm Trì Lan đòi nêu đích danh ai là kẻ đã cấm phép cho Formosa hoạt động. Tất cả các thông tin trên thì người dân nào cũng đã biết, nhưng vì các tờ báo này không nói dung theo cách của đảng, nên trong cuộc họp ngày 5 tháng 7 2016 ở Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông đã ra chỉ thị cho báo chí, truyền thanh, truyền hình, trong ấy nêu tên những tờ báo nói trên là đã vượt lằn ranh, đăng các tin ý kiến trái chiều trong vụ Formosa xả hóa chất độc ra biển, cung cấp thông tin sai định hướng, nên những tờ báo này có thể bị trừng phạt hoặc đóng cửa. Du khách tàu có thể phá hỏng ngành du lịch của Việt Nam. Trong mấy tháng qua, lượng du khách từ Trung Hoa lục địa sang Việt Nam gia tăng mạnh. Tại Hội An, tỉnh Quảng Nam năm ngoái có 180.000 lượt, năm nay đến 400.000. Riêng tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trong 6 tháng qua, lượng du khách người Hoa đã tăng 500%. Hiện nay, Đà Nẵng cũng đang lên cơn sốt vì lượng du khách đông đảo của người Hoa. Nhưng sự gia tăng số lượng người đến từ Trung Cộng đang tạo ra những tiêu cực cho ngành du lịch của Việt Nam. Trước hết là cách hành xử thiếu văn minh, thô lỗ đến bất lịch sự, lại rất bủn xỉn keo kiệt của người du khách Hoa, làm cho các cơ sở cung cấp dịch vụ gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, họ còn có các hướng dẫn viên nói tiếng Hoa Việt nặng đầu óc Hán tộc, xúc phạm đến văn hóa và lịch sử Việt Nam. Tác động tức thời là du khách Trung Hoa tăng thì du khách Tây Phương giảm. Cụ thể là ở Nha Trang, khi du khách người Hoa tăng thì du khách từ châu Âu đến Khánh Hòa giảm đi 30%. Du khách từ châu Úc và châu Mỹ giảm đi 20%. Nhà thầu chính xây dựng Formosa Vũng Áng là tập đoàn Luyện Kim Trung Cộng. Những thông tin và hình ảnh đăng trên mạng của tập đoàn Luyện Kim Trung Quốc MCC, trụ sở chính tại Bắc Kinh, cho thấy MCC là nhà thầu chính xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho Formosa Hà Tĩnh.
Tập đoàn luyện kim MCC là công ty đa ngành từ khai thác tài nguyên, sản xuất bộ giấy và nhiều sản phẩm khác, đồng thời cũng còn đấu thầu cả xây dựng nữa. MCC gồm nhiều công ty con, trong ấy CISDI, Engineering Group, Kiến thiết kỹ thuật CIE, Chantan International, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường tiền quốc tế và ARCE, Cooking and Refractory Engineering Consulting Corp, Công ty tư vấn kỹ thuật luyện than khốc và nhiệt độ cao. Trên website có đầy đủ hình ảnh và thông tin cho thấy sự gặp gỡ giữa lãnh đạo MCC và tập đoàn lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh ngày 10 tháng 10 2012 để ký hợp đồng. Trong hai ngày 23 và 24 tháng 4 2015, ông Quốc Văn Thành, chủ tịch MCC, đã gặp ông Vương Văn Uyên, William Wang, chủ tịch tập đoàn Formosa, và bà Vương Thủy Hoa, Susan Wang, phó chủ tịch, và ông Trần Nguyên Thành, Trang Dương Sang, chủ tịch Formosa Hà Tĩnh. Trong cuộc gặp này, ông Quốc Văn Thành đã khẳng định dự án nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh là một trong những dự án chứng tỏ được khả năng cạnh tranh của MCC cũng như sự tin tưởng của tập đoàn Formosa dành cho MCC. Dự án chuyển đổi nghề cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung không dễ dàng và đơn giản. Sau biến cố ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung do công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải, đời sống của ngư dân các tỉnh này, đặc biệt là ngư dân ở các vùng ven biển, lâm vào cảnh khó khăn vì không thể ra khơi đánh bắt hải sản. Trước tình hình này, hiện nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra một số phương án giải quyết công ăn việc làm cho ngư dân, như chuyển sang ngành chăn nuôi, trồng trọt nông nghiệp hoặc xuất khẩu lao động. Nhưng đối với đa số ngư dân đã quen sống trên sóng nước qua nhiều thế hệ, lại không có kiến thức văn hóa cao, nhất là những người trên 40 tuổi. Việc học một nghề mới đã khó, vì bỏ lại gia đình vợ con để đi làm xa là một điều khó hơn. Nên hầu hết ngư dân đều mong muốn được trở lại nghề cũ nơi biển mặn tình nồng, bên cạnh gia đình vợ con. Đây là một bài toán chưa có đáp số đối với hàng triệu đồng bào trong các tỉnh này. Đó là những tin đáng chú ý trong ngày. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị thính giả tìm bình minh vào ngày mai. Hương Nghi hy vọng một ngày thật đẹp sẽ đến với quý vị.